Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và một số đơn vị liên quan. Trong số này có bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC và hàng loạt người thân. Theo kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng và nâng khống vốn điều lệ công ty cổ phần xây dựng Faros chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy tố các bị can thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng về tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán gồm Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng, Dương Văn Thanh, tổng giám đốc trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Phạm Minh Trung, trưởng phòng đăng ký chứng khoán. Với vai trò là vụ trưởng khi được giao chỉ đạo thẩm định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần xây dựng Faros bị can Lê Công Điền đã phát hiện hồ sơ đăng ký không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp, các báo cáo kiểm toán không đúng pháp luật về kiểm toán vì không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Nhưng bị can Điền không thực hiện kiểm tra, xử lý đối với công ty kiểm toán thu hồi báo cáo kiểm toán mà vẫn chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Sau đó công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đối với công ty cổ phần xây dựng Faros có số vốn điều lệ là 4.300 tỷ đồng. Từ đó, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã lợi dụng việc này để thực hiện việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Công Điền thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Bị can này khai nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do công ty faros là doanh nghiệp lớn trịnh văn quyết có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cấp và sở hữu một công ty chuyên tư vấn pháp luật khi thẩm định hồ sơ công ty faros bị can điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc góp vốn nhưng bị doanh nghiệp này hai lần có đơn khiếu nại vì cho rằng cựu vụ trưởng của ủy ban chứng khoán nhà nước vượt thẩm quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp do lo sợ ảnh hưởng đến công việc của bản thân nên bị can điền biết sai vẫn làm Kết luận điều tra nêu, hành vi của bị can Lê Công Điền đủ yếu tố cấu thành tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại khoản 2 điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Điền về tội danh này. Tương tự với vai trò là tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, khi nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký lưu ký 430 triệu cổ phiếu của công ty Farod Bị can Dương Văn Thanh biết rõ hồ sơ chưa đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp nhưng vẫn ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đối với công ty này, đồng thời thông báo đến các thành viên lưu ký công ty chứng khoán. Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra ghi nhận, bị can Lê Công Điền có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều thành tích được các cấp khen thưởng. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm khi lượng hình đối với cựu vụ trưởng của Ủy ban chứng khoán nhà nước này. Theo kết luận điều tra bổ sung ban hành ngày 23 tháng 2 về vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, cơ quan điều tra C01 Bộ Công an đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và 49 bị can khác. Riêng Doãn Văn Phương, sinh năm 1977, tổng giám đốc tập đoàn FLC được xác định đã xuất cảnh trốn ra nước ngoài từ tháng 3 năm 2022. Theo cơ quan điều tra, trong vụ án, Doãn Văn Phương còn giữ vai trò kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Faros giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, sau đó là thành viên hội đồng quản trị từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019 với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Faros từ ngày 28 tháng 5 năm 2015 đến ngày 9 tháng 11 năm 2016, Phương đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nhân viên thuộc Faros ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu, tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Faros. Việc làm này của Phương nhằm để Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, về hành vi của Phương, cơ quan điều tra cho rằng bị can đã chỉ đạo và trực tiếp ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của Hội đồng Quản trị để ra chủ trương về việc tăng vốn khống ở các lần tăng vốn thứ ba, thứ tư, thứ năm và chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Faros trên sàn chứng khoán. Với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Farod, Phương cũng trực tiếp tham gia ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống. Trong đó, ký 18 giấy rút tiền mặt để bị can Trịnh Thị Minh Huế, em gái Trịnh Văn Quyết, sử dụng rút 900 tỷ đồng vốn góp ra khỏi tài khoản của Farod ký 12 ủy nhiệm chi để Huế làm thủ tục chuyển 296,5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình Định FLC đến tài khoản của các cá nhân khác nhau để tạo dòng tiền, hình thành công nợ ảo để hạch toán hợp thức trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Cuối tháng 5 năm 2015, khi trở thành cổ đông góp vốn, Phương tiếp tục ký khống nhiều giấy tờ nộp tiền góp vốn và ủy nhiệm chi khống. Từ đó, bị can Huế làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức làm tăng vốn khống góp mang tên Doãn Văn Phương tại công ty Faros từ 675 triệu tương đương 675.000 cổ phần lên hơn 77 tỷ tương đương hơn 7,7 triệu cổ phần. Trước khi niêm yết, Phương trả lại hơn 7,7 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng không phát sinh thanh toán tiền. Do đó, cơ quan điều tra xác định bị can Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu tương đương giá trị phát hành là 5 tỷ đồng. Cuối tháng 8 năm 2016, Doãn Văn Phương đăng ký lưu ký với tài khoản chứng khoán mang tên mình. Liên tiếp 2 năm sau đó, ông ta được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ông này sở hữu lên 660.000. Đến đầu tháng 5 năm 2022, tài khoản chứng khoán mang tên Doãn Văn Phương bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu, qua đó thu về trên 2,3 tỷ đồng. Kết luận của C01 nêu, Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị góp vốn tại công ty Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống. Qua đó, các bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong vụ án, C01 cáo buộc Doãn Văn Phương đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết Doãn Văn Phương đã bỏ trốn, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam, đã xác định ở nhiều nơi nhưng không tìm được. Kết luận nêu và cho biết cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan ông Phương để xử lý sau. Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 6 tháng 3 sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thiết bị máy móc và phương tiện giao thông trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Sau khi làm thủ tục kê biên xong, cơ quan thi hành án sẽ xem xét đến thủ tục về định giá tài sản rồi bán đấu giá. Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đang tống đạt văn bản thông báo về việc kê biên tài sản cho các bị hại nắm. Số lượng bị hại là 4.929 người, trong đó số bị hại đã làm đơn yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án là 3.899 người. Quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã xử lý số tiền hơn 57 tỷ đồng để chi trả cho các bị hại, đồng thời chấp hành viên thực hiện thông báo đầy đủ các quyết định thi hành án cho luyện và mai theo quy định. Các tài sản dự kiến kê biên bao gồm 272 miếng kim loại vàng thu tại trụ sở công ty Alibaba, 9 xe ô tô và 2 xe gắn máy chưa gắn biển số, 113 đầu CPU, 24 ổ cứng, 172 máy tính sách tay, một máy tính bảng, 18 điện thoại di động, 3 máy chụp ảnh, 2 thẻ nhớ, 4 đầu thu camera, 5 máy in, 1 máy phát wifi, 1 máy chiếu, 4 USB, 1 router. Hết thời hạn tự nguyện thi hành án, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện không tự nguyện thi hành nên chấp hành viên ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành án để cây biên, xử lý tài sản tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Đối với các tài sản là bất động sản của công ty Alibaba, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã ủy thác hồ sơ về cho cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh chỉ xử lý một bất động sản là trụ sở công ty Alibaba ở thành phố Thủ Đức. Đối với trụ sở này, do có thay đổi cấu trúc so với giấy chứng nhận quyền sử dụng, thường gọi là sổ đỏ, nên Cục Thi hành án dân sự đang chờ bản vẽ của các đơn vị có thẩm quyền. Theo nội dung vụ việc, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật. Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, rồi săn lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng công ty alibaba còn hứa hẹn sẽ thanh toán linh hoạt mua lại thửa đất với giá cao trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại dòng tiền có được từ các dự án ma hoặc chuyển về công ty mẹ luyện giao cho vợ em ruột phối hợp cùng kế toán là huỳnh thị kim thắng sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên mặt bằng mua các khu đất để vẽ dự án ma còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng che giấu nguồn gốc thực sự Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng. Theo Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hồ Chí Minh, việc thi hành án vụ Alibaba được dư luận xã hội quan tâm, báo đài theo dõi đưa tin, quá trình thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án có khả năng người được thi hành án tập trung đông nên phải bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn, xử lý tình huống xấu xảy ra. Tháng 5 năm 2023, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo giữ nguyên mức án trung thân đối với Nguyễn Thái Luyện. Vợ của Luyện là Võ Thị Thanh Mai được xem xét giảm một phần hình phạt. Theo đó, Mai bị xử phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù giảm 7 năm. Em trai của luyện là Nguyễn Thái Lực cũng phải lãnh 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù, Nguyễn Thái Lĩnh 16 năm tù.